Xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feng. Hiện tại thì Feng đang ở Đán Dầu các bác. Hôm trước Feng lên quay chia sẻ với các bác ấy, thì có cô chú Thắng Lực ở Yên Bái là gửi 300.000 với cả một cái thùng này các bác. Thùng quần áo để giúp cho anh Hầu, người Ma là có được quần áo mặc để cho nó ấm hơn mùa đông. Đấy, thì hôm nay Feng mang lên cho anh ý. Thì Feng mua hai hộp xôi này. Đấy, mua cái này là cái chả này các bác này. Đấy, và đây là nạc vừng để cho anh ăn ý. Anh ấy ăn. Và đây mua một ít thịt thì tí lên chỗ anh Hồng và mấy anh em ăn cơm trên đấy. Anh Hồng thì đang làm nhà cho anh Hầu. Anh ấy đi lấy gỗ này. Đấy, ở trong rừng bây giờ là cái cũng là gỗ tạp thôi. Bây giờ đang xẻ rồi. Đang đục rồi. Tiến độ như này thì chắc khoảng bao lâu thì xong rồi anh Hồng? Hết tuần này là có khi xong. Hết tuần này là xong rồi. Hết tuần này là dừng được lập rồi. À thế à. Mà bưng ván thì phải chắc là tuần sau nữa. Bao giờ mình dựng được cái khung lên phát mình về huy động cho ông về luôn. Vâng. Không dựng không xong là mình láng cái nền xong là mình mới đi sửa ván. Thì cứ được cái khung xong là láng cái lền xong là mình cho ông ấy về. Chứ hiện tại thì vẫn ở trên cái lều đấy các bác. Nó lạnh quá. Mấy hôm nay các bác biết thời tiết rất là lạnh luôn. Mưa nữa. Buổi tối mưa tầm, mưa tã. Không biết là mấy hôm nay anh ấy sống như nào. Rất may là hôm trước là Feng cũng đã mua cho gạo, mì, về mua cho song lồi, bát đũa. Thì ông ấy còn có cái để mà ăn. Hôm qua là thông báo với anh Hồng là đã ăn hết gạo rồi à? Ăn hết gạo rồi. Hôm qua anh hỏi thì ăn hết gạo rồi. Thế là anh đục nhà ở dưới đấy ông ấy có xuống không? Hôm qua ông xuống ở một lúc. Ông biết là làm nhà cho ông không? Hôm qua cũng bảo mà cái nhà làm cho ông bảo. Ông bảo ông xuống ngó ngó một lúc xong ông lại bảo là đi rửa chân đã. Xong ông lại chắc đi mò cua rồi. Thế à? Rất là may các bác, đợt vừa rồi các bác giúp cho cái nhà cũng nhận được khoảng 20 triệu thôi. Thì anh Hồng này, cái nhà thì hỏi anh là cả gỗ cả công thì anh ấy bao tiền. Thì anh ấy bảo chưa tính được. Anh chưa tính được. Thế bao giờ mới tính được? Làm rồi sắt xong đã tính. Chết đấy. Phải không tính được luôn là chết đấy. Đấy, nhưng mà thật sự với các bác là cát này thì anh Hồng anh bảo anh không lấy tiền này. Anh chỉ lấy cái xăng để đi lại thôi. Anh Hồng hỗ trợ cho cái cát này. Tính ra cát này trên này á cũng đắt lắm. Bây giờ chở một khối ở một hai khối ở ngoài kia vào người ta không chở. Người ta chở người ta cũng lấy đắt. Thế là rất may là anh Hồng anh có cát ở đây. Đóng cát ở đây. Đây là chờ vợ anh Hồng mang xe máy xuống hai anh em mà đi lên trên đấy xem mà anh ấy ăn ở như nào. Xem là hôm trước mua đồ dùng bát đũa là có dùng được không, có biết dùng hay không. Hay là vứt lung tung trưởng rồi. Đấy xong là phải đi kiểm tra xem là anh ở ăn ở như nào. Bây giờ lạnh này các bác biết là rét căm căm mà ông ấy có mỗi cái chăn đấy, ông ấy mở cái chăn rồi ông chui trên trong cái chăn này ông nằm. Quần áo cũng mặc cái cố. Đây là hình như bác Thắng Lực ấy, bác ấy gửi quần áo cho. Nhưng mà không biết là quần áo có giống con gái không? Anh ấy thích mặc đồ con gái nhỉ? Ừ. Đấy. Anh này thì thích đồ con gái rồi. Con trai thì chỉ mặc một lúc rồi. Hay là ông ấy là con gái? Khó con gái đâu. Phải không? Kiểu thân hình con trai nhưng mà lại thích tâm hồn con gái. Em nghĩ thế rồi. Xong là đi lên đấy xong là tí quay về chia sẻ với các bác cái chỗ làm nhà. Với cả báo cáo với các bác là cái đất mà làm nhà là cái nền nhà là ông kia lúc đầu ông đòi bao tiền anh? Lúc đầu ông đòi 20 triệu. Anh Hồng anh quát cho trận đúng không? Đòi 20 triệu thì... Xin chào nha. Chào chị nha. Cuối cùng đi bảo ông thì sao lấy nhiều thế, chỉ lấy khoảng 1-2 triệu thôi. Thế ông nói thì ông thế, ừ, thế cũng được. Ông ở Đán Dầu 2 à? Ông Đán Dầu 2. Lấy 20 triệu em còn quát rồi. Thế là lấy có 2 triệu thôi đúng không? 2 triệu. Đấy, báo cáo các bác là 2 triệu. Đây, đi anh ơi.
Có xe máy rồi. Thế nào hôm qua anh lấy xe máy này chở cát này anh? Vâng. Đây anh lấy xăng đi anh. Em tặng anh rồi, không lấy tiền. Này, cần xăng về nhà nhá. Xăng này nó... Xăng ở trên này các bác nó can này có một 5 lít thôi, có 100 nghìn thôi. Nhưng mà xăng ở trên này nó không, có nghĩa là nó đắt, nó không đắt nhưng mà công mua về đây nó mới xa. Mua ở dưới này nó đắt. Thế à? Mua ở dưới này nó đắt. Cái này thì đây. Cái này không mang đi. À, cầm mang đi cho ông ăn. Cái đấy mang em cầm nha. Treo xe. Ừ. Thế còn cái này cầm nốt anh ạ. Cái này cho. Ờ tím mang mình mang về ấy. Cái này cho thường về nó. Ờ thế chị cầm. Nhà. Vâng ạ. Ô phải chế. Tí lên nhà chị ăn cơm. Không chờ. Cái gì? Chipo hài à? Nói tiếng Kinh em mới hiểu, nói tiếng Mông em không hiểu được. Cái gì ở đây? Hả? Ở đây. Ô anh Hồng đi được rồi. Chân ngắn. Được đây. Chân hơi ngắn. Không phải để em đèo cho. Thôi để em đèo cho. Xuống em đèo cho. Chết. Anh đi quên không sao. Hả? Thôi để em đèo. Em lái cho an toàn. Anh Hồng chân hơi ngắn các bác. Không, các bác bảo con kiến chở con voi chết. Lạnh thật đấy. Anh Hồng vẫn còn mặc áo cộc tay được. Lể anh thật. Đi làm nóng mà. Hôm qua chở được bao nhiêu cát lên rồi đấy? Được 15 bao rồi à? Xong là còn một hôm nào là chở thêm cả tấm lợp nữa cơ. Thời tiết trên này lạnh căm căm luôn. Các bác đi xe máy không đeo khẩu trang, tí nữa là mặt nó còn đỏ lư luôn. Anh Hồng bị ngã xe phát nào chưa? Ngã mới phát chơi. Nói chung là trời nó mưa nó trơn nó tăng thêm độ khó. Bình thường thì nó dễ nhưng mà đây các bác nhìn đường nó trơn này. Nhìn các bác nhìn trên tivi thế nhưng ngoài này trơn lắm. Mới là cỏ nữa này. Đâu anh Hồng, chỗ làm nhà đâu ấy? Yeah. Bắt đầu đi vào đây. Nào các bác nhìn này. Đấy. Đâu? Mấy thửa ruộng kìa. Tít trên kìa. Chỗ có người đang đứng kìa. Chỗ bên dưới này. À đây à. Gần đường. Nhưng mà đi đường nhà anh. Nhà anh đi qua đây mà. Nhưng mà đi ý là nếu mà em đi thăm ông ấy sau này thì em đi đường nào nhanh hơn? Đâu, từ chỉ được. Đâu anh? Đấy, chú có người đứng dưới này một tí. Chú có cái ấy. Chú có cái vàng. Có người vàng, có người vàng vàng kìa. Ừ. Đấy, chú thấy cái vàng. Ờ, à, đấy à. Ngay chú có cây. Đây là nhà anh đây đúng không? Ừ, nhà anh đây. Nhà anh đây, đi... Nhà anh đây, đi qua... Thế nhà bên trên nhà anh nhà ai kìa? Nhà kia, nhà ông chú. Thế à? Xong rồi đi ra sau lên trên kia đúng không? Vâng. Chỗ người, có người đang đứng kìa. Vâng. Bây giờ hiện tại là ông đang ở trong này. Ông đang ở đít trên này. Đây. Trên chỗ sương mù ấy. Đây này. Ừ, đây. Chỗ này có cái khe nước không nọ, ông mới vào ông lấy nước này. Vâng. À, giờ đi vào trong sương mù các bác. Các bác không biết đâu. Hỏi ông phèn phèn là không biết đang quay kiểu gì. Một tay lái xe các bác nhé. Tay lái quay. Nhưng mà được cái phèn chân dài, có nghiêng nghiêng có thể chống được. Đó. Ngã thì cùng đám nó cũng xuống đất đi đâu. Đi vào sương mù rồi các bác.
tầm nhìn xa chắc được mấy mét. Mù tịt. Xa tới 10 mét. Đây bắt đầu đi vào trong này nó mới lạnh nữa. Bây giờ gần gần chưa trưa anh em ạ. Nhưng mà mình mua xong nồi bát đũa cho ông biết nấu cơm, nấu mì tôm ăn là tốt này nha. Ông biết nấu ăn là được rồi. Đỡ khổ đi bao nhiêu ấy. Mấy nữa xong cũng hy vọng là các bác giúp cho thêm cái giường, cái chiếu nữa. Thêm ít đồ dùng nữa, chạn bát. Đấy, à, ông ấy, cái chăn cái màn nữa là ông ấy có cuộc sống tốt rồi. À, đi lang thang ở đâu, đi lang thang nhưng mà vẫn có cái chỗ để về. Bây giờ ông ấy gần 30 tuổi mới bắt đầu gọi là có cái nhà để ở. Đúng nghĩa để có cái nhà để ở đấy. Chứ còn đâu, trước giờ là chưa có nhà, cứ đi lang thang. Bố mẹ mất hết là cũng ra đường. Các bác một kiếp người. Cũng là một số phận, một kiếp con người các bác sinh ra nhưng mà lại khó khăn, lại thiếu đủ thứ. Ui. Ui, con gà nó không tránh. Thôi, cái đoạn này nguy hiểm, các bác đợi phèng phèng ấy nha. Chứ tầm này mà cứ quay nữa tí khi các bác không thấy phèng đâu chết. Nhưng mà thôi, chơi game khó đi qua đoạn này. Đoạn này là khó nhất luôn. Đấy, khó nhất luôn. Không. Ui giời. Ui giời. Quá rồi các bác. Ui. Ui. Ui giời. Ui giời ơi, hết hồn hết vía. Ai trời. Cuối cùng thì cũng đến rồi. Đến chú. Đó hết tay các bạn này. Úi dồi ôi, nó lạnh quá. Đây, em xách cái này cho. Em xách cái xôi này với cả thịt cho. Anh Hồng mua đồng hồ lâu chưa? Đồng hồ nhạt mà. Chiều anh Thế lần trước lên đã gặp rồi mà, đã thấy rồi. Đồng hồ chất họ làm rơi. Anh Hồng không thấy lạnh à? Không, bình thường mà. Bình thường luôn. Anh thì quen. Ôi, em tê hết cả người này. Lạnh lắm các bác. Hả? Ba độ là không. Không ấy được rồi. Trên này bây giờ chắc tối chỉ có 7-8 độ anh nhỉ. 7 độ. Lạnh lắm các bác. Thời tiết thì đẹp. Đấy. Chỗ mà dựng nhà kia kìa. Đấy, chút nữa thì xuống thì em quay cho các bác xem. Giờ lên cứu đói á. Không biết là ông ấy có ở lều không? À thế à? Không, ông lại chạy đi linh tinh chết. Mà với cả lạnh như này chắc ông chẳng đi đâu đâu. Lạnh rồi, ông chắc không đi đâu. Ừ. Hôm qua cả cho. Chỗ không có dép rồi, cho đôi dép. Anh cho đôi dép à? Của thằng Vương ấy. Nó bị rách một tí rồi. Cho ông đỡ lạnh chân. Anh cho ông xong ông bảo ông đi rửa chân. Ông chuồn mất đây à? Ông bảo ông đi rửa chân. Ông chuồn mất đi đâu. Tí lên xong là bảo ông ấy xuống xem, ông có xuống hay ăn cơm không? Ừ. Chắc ông xuống rồi. Ừ. Nhưng mà bụng ông to thế không biết à. Chắc là bị run rồi. Từ lúc nhỏ đến giờ chắc không tại rồi đấy. Bụng như cái trống ấy. Ừ. Ôi nhìn ông ấy ăn mà các bác ấy bảo thường quá. Không nghĩ là năm nay năm 2003 rồi, tháng nữa này, 2004 rồi, à không, 2024 rồi, xin lỗi các bác, mà lại có một con người sống này, bị tụt nụi này phía sau. Như này mình đứng, anh Hồng kìa, mình mà đứng xa xa là không nhìn thấy nhau đâu. Đây,
Thế nên là vườn rau của nhà anh Thống này. Nhà Thành á. Em của anh Thống. Trồng cà chua với cả trồng mấy cái rau cải. Lạnh ngay bắt đầu mấy cái cây cỏ này nó còn chết đi. Anh Thống này à, sau này về kia ở ổn định, có khi người lại khỏe ra, biết đâu các bác lại cho con bò con dê chăn sướng quá. Ông biết chăn không? Không biết chăn à? Nhà anh Thống ấy chẳng có ai ở nhà nhỉ? Anh Thống đi đâu vậy? Ở đợt đâu anh? Đi miền Nam rồi á? Đi lâu chưa? Hơn tháng nữa. Vâng. Chắc lại đi Đắk Nông đúng không anh? Tại ở trong mình là hay đi Đắk Nông, Đắk Lắk. Cây này là cây gì anh? Cây này là cây gì? Cây gì? Các bác để lại bình luận cho Phen biết cây gì nhé. Nhìn quen lắm. Cây không biết tên à? Anh biết tên nhưng mà anh lại quên. La. La chắc không phải rồi. Cây để ăn quả hay là để? Cây để lấy gỗ thôi. À lấy gỗ. Kháo. Hôm nào đi qua vườn mía này cũng đều đặc công một cây. Đấy. Nhưng mà hôm nay thôi, lạnh lắm, không chơi được. Lo em bị cắt cái lá mía ở mặt này. Bị rào đường này rồi. Chắc là mưa to nó mới đổ ấy. Hay là hôm kia có trận gió to lắm. Không biết là cái lều của anh Hào anh ạ. À. Nó có còn pro không? Ấy bay hết lóc ấy. Ui. Các bạn nhìn này. Hà Giang mình sắp có tuyết rồi đấy, có băng đá rồi đấy. Ở trên cao Mã Pờ anh. Bây giờ chắc ở trên cao kia. Đồng vang nhiều bạc cũng nhiều bạc cái rồi. Sơn Vĩ Thượng Vùng thì có. Ở Hà Giang thì có Cao Mã Pờ, Quán Bạ ấy. Giáp khu vực biên giới các bạn, lạnh lắm. Mũi anh Hồng có đỏ chưa? Đỏ. Chưa đỏ. Chưa lạnh. Bao giờ lấy nước mũi không? À, nó chảy ra cơ. Lúc nào nước mũi chảy ra không biết. Lúc nào xuống. Đấy. Anh Hồng gặp chướng ngại vật rồi. Ây trời. Ui. Ở dưới này là vực luôn anh nhỉ? Vực thẳm luôn. Cái vườn này của nhà ai anh? Bên này. Cây này là cây móc à? Cây pạ. Để làm gì anh? Bây giờ nấu rượu vẫn được mà. Lấu rượu cây này à? Em thấy thổ dân châu Phi là họ hay chặt cái cây xuống, xong họ lấy cái lõi ép thành nước, nước xong là vắt để cho nó tinh cô lại cái bột nó. Cái bột đấy đúng rồi. Ngày xưa anh sẽ ăn cái này. À. Được ăn cái này. Đấy họ bổ đôi ra, họ băm 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 băm, không là họ đổ nước vào. Xong để một lúc là cái nước này nó đọng lại cái tinh bột. Anh Hồng cầm hộ em này một tí. Em đổi tay cái. Ui. Ui, các bác nhìn sương mù này. Chỗ này là chịu rồi, không nhìn thấy cái đường ở dưới rồi. Cái núi bên kia là ở đâu anh? Bản Lầu à? À.
ở đằng sau cái chân núi này có bao giờ đá nó rơi lăn xuống chưa anh? Chỗ này im lặng. Ừ. Bởi vì cái lều của anh, hầu anh ở dưới này. Đán lan thì cái khê, chỗ ông ngài ở đó, cái khê kia hay lan. Cái chỗ ông ngài ở đấy à? Ừ. Có bao giờ năn viên to xuống chưa? Ui, trước là nhiều lắm. Thế sợ lắm nhỉ? Ừ. Nhưng mà nó lan nó không đến chỗ mà ông ngài chơi nó toàn theo khê cơ mà. Ông ngài hôm trước đi được đán đầu dầu 2 em cũng thế, ông giỏi thật. Ông đi được 2, 3 ngày trên kia. Ở 3 ngày trên đấy. Ừ. Đại tiệc trên đấy. Ừ. Hôm đấy là mổ một con trâu. Nhà gái mổ trâu hay mổ nhà trai mổ trâu? Nhà gái mổ. Hay còn nhà trai? Nhà trai mổ 6 con lợn. 6 con lợn. Ôi giời ơi. Trên đây có mấy hộ? Trên đây có 10 mấy hộ thôi mà. Thế cả làng ăn nhỉ? Vâng, mời anh em ở trong ở dưới này nữa. 10 mấy hộ nhưng mà chắc được khoảng tầm 40 người không anh? Hơn. Nhưng mà cả dưới này nữa đúng không? Cả dưới này nữa. Ừ. Cắt được hơn 20 mâm. 20 mâm. Hôm nay có phông bạt gì không? Ngồi giữa trời thôi nhỉ? Ngồi, có cái bạt chê thôi. Sau đó là có nhạc nhiếc gì không? Không. Không nhạc. Không nhạc. Không có MC em sủng gì đâu. Không có. Nhà gái nhà trai cách nhau mấy mét? Cách nhau khoảng 50 mét. 50 mét. Chắc ai lấy củi đây nhỉ? Ui các bác này, không nhìn thấy tí ánh nắng mặt trời nào cả. Từ mùa này đi là không nhìn thấy mấy nữa. Quanh năm là trong bóng tối. Đến hết tháng 2 âm lịch toàn sương mù luôn. Châu mấy năm trước ấy, nó còn có dịch lở mồm long móng ấy. Xong là còn toi nữa kiểu, xong là lạnh quá. Biết thế này là vẫn có mà hay bị đúng không anh? Hay bị. Ngày xưa em bé đi chăn trâu, thế là họ ấy, nhổ sắn họ băm để phơi trên rừng ấy. Thế là nó được 1-2 lắng rồi, nó ốt ết ấy. Họ không thu về, họ vẫn để đây này. Đi ăn trâu, trâu ăn. Trâu ăn. Chết, gần chết luôn. Đấy, trâu ăn là nó bị độc ấy. Nó bị say, nó trương bụng ấy này. Độc. Đây, các bác đã nhìn thấy túp lều lý tưởng của Pây A Hầu chưa? Bé tí tiệm. Đây các bác. Không biết A Hầu ở nhà không? Ở nhà không? Nói hơi sang. Giờ mà lên không thấy thì đúng rồi. Không biết nói chuyện kiểu gì rồi. Không thấy thì chắc đi mò rồi. Nhìn nghi lắm. Không thấy rồi. Không thấy cái tàn chân. Vâng. À hình như có kìa. Đang ngủ. Vẫn bình minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng ơi đôi được không? Ôi giời ơi khổ chưa? Đây. Vẫn có tiếng động. Nhúc nhích. Từ từ nhau nhé, từ từ nhé. Lạnh lắm này. Ướt hết rồi. Ướt hết rồi à? Không. Con giờ không. Ui. Lạnh không? Ừ. Khổ chưa? Ừ.
quần tụt rồi. Anh bảo kéo quần lên đi. Chút có chi sao? Buộc chặt vào. Không lại nó tụt bây giờ. Đi vác củi về. Đây, đấy có sự sống rồi. Ôi cái con dao nó chặt. Ôi thôi. Ôi cái ông này. Không, thôi lần sau. Đi chặt. À, thôi lần sau, mua cho con khác. Bảo thái thịt thức ăn thôi. Chắc là ông để cái bát đũa. Anh hỏi có lạnh không? Vẫn no có. No. Lạnh. Xít xít này là biết lạnh. Cái gì đây? Canh gì đây? Ơ chiều. Thế à? Quả đỗ. Ông nó ngưng. Canh gừng. Canh gừng này. Nấu cho mỗi gừng vào đây. Ai à. Ừ, chín rồi. Buộc ao. Đây, có đồ ăn đây rồi. Ra để ăn. Anh ơi, đây bảo người ra ngồi ăn. Anh. Đây, ra đây. Ngon lắm luôn. Anh bỏ cái này ra xem là có cái áo nào để đấy. Anh em, anh để đây anh ơi. Để cắt cái áo ra xem. Áo mặc á. Cho mặc cái áo cho ấm á. Ui, cái chăn này ướt hết rồi các bác. Ướt hết chăn. Ui, này làm sao mà ấm được. Anh để con dao anh ạ. Đấy, con dao cái chìa khóa. Phải vào đây ngồi. Giàu quá. Quần cứ sợ tụt kéo. Quần tụt hết rồi. Để xem là cái gì trong này. Bát đũa. Bây giờ mới rửa à? Phải chịu khó rửa ấy nhá, rửa đi nhá. Ô, để đây không chịu rửa à? Ai cũng có lấy rau cải về ăn này. Đi thôi, meo meo. Rửa như này làm sao sạch được. Ôi, rửa như này được. Đây. Đây. Được rồi, cái này được rồi, cái này không cần nữa. Mấy nữa xuống dưới kia thì kiếm cho anh cái téc với cả mấy cái xô với chậu. Anh ấy chắc là sẽ ăn ở sạch sẽ. Quần cứ có mỗi cái, sắp tụt rồi. Đấy, mặc tạm cái đấy vào cho ấm đã. Đâu, mặc cho. Ui ui, cho xô, bỏ xô. Được học làm học sinh cấp 2 luôn. Sinh cấp 2 luôn. Cấp 3 luôn. Đây đầy này. Áo này. Quần nữa này. Ừ, quần xanh ư. Và không vứt điêu nhá. Quần chỉ phố trẻ hả? Quần chỉ phố trẻ. Áo quần. Nút chì. Rồi. Đấy. Mặc cái này vào nữa đi cho ấm. Nào, nút vào rồi. Mặc lồng mặc được. Nào, nút vào rồi. Bây giờ tụt ra đây là không được đâu. Ôi trời. Vừa nào chị đu.
我在那还捂着粗大，嗯，粗大啥？粗大啦，粗大么？鸡么大？鸡么大？羊咩好？羊咩好？冇问题个，安咯，不安咯？嗯，个不么大？羊咩好嘛？冇，冇啊。Anh bảo gì? Tí xuống nhà cho mấy bắp gạo mang về ăn. Nay không biết là đã hết rồi. Ăn nhanh quá. Mai ấy, mai ngày kia mang vào thêm. Khả đủ. Tí xuống nhà, nhà anh, anh mấy bác xuống để ông ăn. Dạ vâng, lấy cho ông mấy bát. Áo sạch đẹp này nhưng mà chắc được 2-3 ngày đi ăn xì xì. Như rẻ lau. Khổ quá bây giờ, không có chỗ. Đấy, các bác cũng may là Phen đến đây cũng kịp thời gặp được các bác nữa giúp cho cái nhà, không thì cũng không biết là đi đến đâu, cuộc sống là cứ như này. Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt Yên Bái này. Thôi giấu bảo là không được vứt đi đâu nha. Chỉ bó chế toàn áo đẹp mà. Toàn áo đẹp rồi. Khoác cho cái nữa vào cho ấm. Cái này đẹp hơn của Phen đấy. Đẹp hơn chứ. Quần gió ấm. Áo đẹp cái này cẩn thận họ mang đi ấy nhá, lấy trong nhà nhá. Có gì muốn đây, trả đây. Nó cho non rùa. Ủa cho con rùa. Ừ. Rất là trong cái hộp này. Ừ. Chỉ có mà mua gạo không có xuân, chả có xe tục. Ừ. Mà mạ lo không lại về đau. Ừ. Mắt cũng. Cái đinh nào, cái gai nào treo cái này ở đây. À. Đây các bác lần trước lên mua cho cái son, cái nồi, cái ấm đựng nước. À dạ, còn chắc nhặt ở đâu về rồi. Anh cẩn thận đấy, nó rụng xuống anh ạ. Để im cho nó tồn tại thêm được chục ngày nữa. Nhiều bác cứ bảo là về ở với ông ngài nhưng không ở được ông ngài đâu. Bởi vì ông ngài... Không ở được ông ngài đâu. Cũng như kiểu nước với lửa thôi nhỉ. Ừ. Nước cạn lửa luôn. Ừ. Kiểu người thích ở một mình ấy. Ông ngài thì cũng thích ở một mình. À. Ông này thì cũng thích ở một mình. Mỗi người một tính cách ấy. Bên kia anh ạ, đóng bên kia đi. Đấy. Bên kia sẽ thở rộ. Đỡ ướt đi. Treo về đây. Có mỗi chỗ này là gọi là tạm an toàn nhất, đỡ lạnh, đỡ bị mưa hắt vào. Nhưng mà mấy hôm nay là ông cũng biết kê đá dưới này. Hai bên kê đá hai bên thôi, ngủ ông bị. Phải la đi. Đỡ bị lăn không? Thôi ngủ sáng rồi sao thấy làm ở dưới kia đi mà. Đúng rồi. Khổ. Vừa dại run cái cập này. Lạnh quá.
thêm một cái quần, thêm một cái áo mà vẫn còn lạnh như này thì bình thường thì chăn nó bị ướt hết rồi. Ui, anh ấy ướt nhèm luôn. Thế thì càng lạnh như này á, cộng với là gió nó thổi vào nó còn lạnh hơn đi chứ không phải là đấy. Ít chạm vừa nào chẳng biết không hả? Cùng cũng chẳng gọi. Ít chạm vừa nào cũng nhỏ nó tung. Bốn tung. Nó hôm một ô tô nó che ra cho con nhon đá theo chính tung. Bởi số tắc khả nà ư. Bởi số cả khả nà ư. Dạ số khả nà hả? Mình đã có phần chút ở cái chọc họ. Ông bảo gì anh? Bảo là... Anh bảo là tôi đi ngủ nhà anh thôi. Ước quá. Ông có xuống không? Ông thì chắc vào đợi ở mai. Không. Có bộ nhỏ này thì không biết không ạ? Nhỏ dạ có. Không cho ông xuống nán ở. Lán thì ông không ở đâu. Thế à? Bảo là đi xuống nhà anh ở. Nếu xuống nhà anh thì bảo ông phải mang xoong nồi xuống. Không mất đấy. Tí bảo ông đi điều xuống. Hạ sơn luôn. Hạ sơn luôn. Thế mà như có lần em lên thì cứ lên chỗ này thì cũng khó. Nếu nhà anh còn chỗ ở ấy, thì cho ông ấy ở được. Thì tốt quá. Ở chỗ nhà luôn. Thì tốt quá. Tối cho ông ngủ, cho chan cho ấm. Không như này à? Không nhìn mình thấy thương. Khổ. Mà ông ấy kể cũng giỏi là chịu đựng được như này là ác ấy. Đủ không rồi. Dạ hữu bồn nó đã có hả? Nhỏ đã có hả? Hơn là lộ tí. Đủ dùng nó. Đấy, hành lý là có mỗi thế thôi. Mới ở mấy cái song thôi. Được rồi, ăn thế thôi. Không ăn nữa. Để tí ăn cơm, ăn thế thôi. Không ăn no quá vỡ bụng ấy. Lo đi xả đâu. Tí nữa. Nhá. Đấy, vẫn còn nhưng mà để lại. Ăn thế thôi không tí đau bụng ấy. Ăn no quá đây nữa này. Cái chăn này với cả cái chiếu này chắc bỏ đi thôi anh nhỉ. Thôi cầm gì nữa. Bật nửa này còn bật được đâu. Thế hỏi anh hỏi ông là đây còn cái khác. Thôi. Được rồi. Hạ sơn. Không ở đây là. Ở đây lạnh lắm. Tùa ấy. Chào chú nhá. Dạ. Vâng, chú đi làm gì chú? Cháu là làm. Vâng ạ. Ông đi làm gì đây? Ông đi làm gì đây? Thế à? Chipo 2 à? Thế thì. Dạ. Ông không biết à? Ông có vợ con gì không? À thế à? Cái này để xuống chỗ nán mình được nhỉ? Cái chỗ mà mình làm nhà cho ông ấy. Chỗ này mang để lán thôi. Chứ không phải mang xuống dưới nhà không đâu. Không phải mang xuống dưới nhà. Ôi giời, còn dọn cái này làm gì nữa? Cái này bỏ thôi. Chị vui rồi. Vứt thôi. Chị vui ạ. Để ra. Cái đấy cũng cho đi nốt đi anh ạ. Ở đây nguy hiểm các bác. Đổ cái này xuống. Đây có cầm quả lá cao su đi thì cầm không? Đây, bắn được con chim đó chưa? Anh bảo ông ấy bê cái đấy còn đâu, anh cầm đi anh Hồng ạ. Chim mua trôn trào. Đặt chê đã rồi. Anh ấy còn cái dầu, cái bột giặt. Chị đâu to không? Thả luôn này. Chị
Ao à? Hạ sơn thú ơi, vứt cái điếu đây. Vứt vứt. Buộc cái cuồng nó đấy. Con cá chưa biết nó. Không cả. Nó còn nó chỉ khí cho cho. Khí chưa chua cho. Chiều cũng như thùng. Như như thùng chỉ vua. Ủa chỉ vua. Ừ. Ai à, buộc quá cả. Chạy. Ô tụt mất. Sướng cười. À, cho nó. Đi anh ạ. Thôi về nhà anh Hồng ở cho yên tâm các bác. Rồi chào chú nhá. Hạ Sơn, Hạ Sơn. Nhà cháu này ở à? Vâng vâng, à đây. Không phải. À đây có tưởng là Thư, không phải. À. Anh Hồng ơi. Từ từ kiểm tra trong này xem nào. Không phải Thư hay không? Hình hình xem có bởi vì cô bảo là cô gửi hình mấy trăm vào trong đấy sao trong áo trong nào có thể trong túi áo trong, túi quần gì đây không này không có đâu à, không có có khi ở trong túi áo túi quần ở đấy à có tiền à, à cô bảo gửi 300 à thế tí phải tí kiểm tra kia cháu chào chú nhá rồi. Tạm biệt cái lán của anh Hầu bây giờ dạ vâng bây giờ di chuyển xuống nhà anh Hồng và tiếp tục là chia sẻ với các bác là cái chỗ mới của anh Hầu đang chuẩn bị làm đến đâu rồi. Phi Hằng sẽ chia sẻ với các bác ở tập sau nhé, bởi vì tập này nó cũng dài quá rồi mà phải hỗ trợ anh ấy gùi đồ, Phi Hằng không quay anh nữa. Cũng mong là các bác đón xem là tập tiếp theo của Phi Hằng là xem là cái chỗ vị trí là làm nhà của anh Hầu anh ở đâu này. Đấy. Và bây giờ xuống nhà anh Hồng thì anh Hồng bố trí ở chỗ nào này, với cả ăn trưa nữa. Đấy, chia sẻ với các bác ở tập sau. Giờ Phi Hằng xin chào và hẹn gặp các bác ở video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã xem video của Phi Hằng.